Vạn Thọ, cái hàng cúc Vạn Thọ Thái Lan nhé bạn nhé. Màu sắc thì cực kỳ là rực rỡ ạ. Rất là nhiều màu luôn, màu vàng, màu cam, cam đậm, cam nhạt, rồi là có những cái màu sọc sọc nữa. Rất là đẹp. Đây là một bầu của nó ạ. Cái này là nụ non này. Còn đây là, cái này là hoa này. Đã nhí hoa ra rồi này. Đó. Màu này cũng yêu. Nói chung là nhiều màu đẹp lắm. Một bầu như vậy ạ. Cây cao khoảng tầm 20cm, hơn 20cm. Và trong cái bầu, bầu này khoảng đường kính 10 ạ. Cúc Vạn Thọ bạn nhá, rất nhiều màu sắc ạ. Để mua hàng thì các bạn có thể truy cập website là www.hulatrees.com. Trên website thì có giá bán buôn bán lẻ chi tiết cụ thể. Hoặc có thể gọi điện thoại trực tiếp cho các bạn sale nhà mình với số điện thoại mua lẻ vài trăm bầu, hoặc là mua buôn số lượng lớn hơn thì các bạn có thể gọi trực tiếp cho mình 097 797 3535 bạn ạ. Cảm ơn các bạn nha.